Chào các bạn, mình là Gia Linh, năm nay mình 21 tuổi. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết chăm sóc và nuôi dưỡng làn da của mình khỏe đẹp hơn chỉ sau vài tuần. Là một người bận rộn với lịch học dày đặc và công việc làm thêm vào mỗi buổi tối, Linh phải thường xuyên make up nhiều nên da Linh bị sạm màu, lỗ chân lông to hơn và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa. Lúc này Linh cảm thấy rất là lo lắng và đã sử dụng qua rất nhiều sản phẩm ở ngoài thị trường, nhưng kết quả không đạt hiệu quả mà da còn gây thêm mụn và bào mòn da, khiến làn da trở nên rất mệt mỏi và kém tự tin. Và một lần tình cờ, Linh có chia sẻ tình trạng da của mình với chị gái và được chị hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm No Face True của Fashion. Thật bất ngờ, chỉ sau vài tuần sử dụng mà da Linh đã cải thiện rõ rệt hơn, vàng da trông mềm mịn hơn, lỗ chân lông được xe kích lại, làn da được đều màu và sáng hơn lúc trước rất nhiều. Các bạn thấy đó, chỉ sau vài tuần sử dụng mà da Linh đã khỏe hơn, sáng hơn, mềm mịn hơn. Từ bây giờ, mỗi khi ra ngoài, Linh không phải make up nhiều nữa, chỉ cần thoa một lớp mỏng CC cream và một chút son là đã tự tin xuống phố rồi. Vì vậy, các bạn hãy dành ra 4 phút mỗi ngày để chăm sóc làn da của mình vào một buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Hãy để bộ sản phẩm No Face True Fashion chăm sóc làn da của bạn hàng ngày giống như đi spa vậy nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe sự chia sẻ của Linh ngày hôm nay. Chào tạm biệt.